Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây sáng đầu tuần của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bế mạc ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên. Ông chủ 9X ở Củ Chi mạnh dạn đầu tư dây chuyền làm bánh tráng tự động. Có áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các nhà quản lý của Credit Suisse hay không? Kính thưa quý vị, chiều qua 26 tháng 3 tại thành phố Huế đã bế mạc ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên và trao giải cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5. Ban tổ chức đã trao 80 giải thưởng theo hai khối thi học sinh và sinh viên. Ngoài ra còn có 4 giải phụ về dự án, đoạt giải bình chọn và dự án đoạt giải gian hàng. Phát động từ tháng 11 năm 2022, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 508 dự án thuộc 5 lĩnh vực công nghiệp, chế tạo sản phẩm, nông lâm ngư nghiệp, giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính, y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp và kinh doanh tạo tác động xã hội. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 50 dự án của khối sinh viên và 30 dự án của khối học sinh phổ thông xuất sắc nhất vào vòng bình chọn và vòng chung kết. Theo đánh giá, tất cả các dự án tham dự của học sinh sinh viên đều thể hiện được tính mới, tính sáng tạo. Các bài trình bày đã thể hiện được tính chuyên nghiệp, nhiều dự án được thương mại hóa từ các kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên. Sáng cuối tuần, lực lượng đoàn BC08 và hàng trăm thanh niên thuộc quận đoàn quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tuyên truyền về các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như các kỹ năng sơ cấp cứu tại chỗ. Chương trình giúp các em chủ động phòng ngừa những tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông. Tại trường tiểu học Kim Đồng, quận 7, lực lượng cảnh sát giao thông đưa ra các tình huống giả định đầy hào hứng và thiết thực để tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho các em học sinh. Ngoài ra, các em còn được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn học sinh cũng được trải nghiệm thực hành cách sơ cấp cứu ban đầu nếu không may bị tai nạn giao thông để hạn chế các tổn thương thứ phát. Là hướng dẫn cho các em biết cái điều xử lý cái vấn đề băng bó vết thương, sơ cấp cứu ban đầu để giảm bớt cái đau thương cho các bạn. Đã có thêm những kiến thức mới về luật an toàn giao thông và nhận ra rằng chúng ta tất cả đều phải tuân thủ luật an toàn giao thông. Song song với những kỹ năng, các em còn được trực tiếp tìm hiểu về văn hóa giao thông qua cuộc thi vẽ tranh với chủ đề ý thức giao thông. Sinh ra và lớn lên ở cái nôi làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy việc sản xuất bánh tráng thủ công không còn phù hợp và năng suất không cao, ông chủ 9X cùng gia đình đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền làm và sấy bánh tráng tự động. Anh Thân Hữu Tài, 25 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành của chị kinh doanh và chọn nối nghiệp phát triển nghề làm bánh tráng của gia đình. Gia đình anh có truyền thống 3 đời làm bánh tráng với hơn 50 năm. Khi sinh ra thì đã có cái làng nghề này rồi, đã là khoảng 50 năm rồi đó. Là làm nghề từ vào thời của ông bà ngoại và lúc đó là còn tráng tay, tráng phơi nắng đó. Và trong cái lò gọi là lò đất sét và trộn mình chấu. Với dây chuyền làm và sấy bánh tráng tự động, trung bình mỗi ngày lò nhà anh Tài cung ứng ra thị trường gần 2 tấn bánh tráng, gấp 3 lần so với phương thức truyền thống. Cái doanh thu mình cũng cao, lợi nhuận mình sẽ cao hơn. Và đồng thời thì mình cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều hơn các anh chị em công nhân trong địa phương và ngoài tỉnh nữa. Các gia đình làm nghề bánh tráng giờ đây giải được bài toán về nâng cao chất lượng sản phẩm khi ứng phó với thời tiết thất thường. Ông chủ 9X Thân Hữu Tài với tham vọng công nghiệp hóa nghề làm bánh tráng đã bước đầu có những thành công được người dân địa phương tin tưởng và yêu mến. Kiểu dáng lạ, hoạt động nhanh chóng thuận lợi cho việc lưu thông nhanh trên sông. Đó là động cơ để ông Phạm Ngọc Quý hay còn được bà con gọi với cái tên thân thương là Sáu Quý, vua cầu treo ở An Giang, có thêm sáng kiến mới phục vụ công việc từ thiện giúp đời. Chiếc tàu thủy tạm gọi là thủy phi cơ đã hạ thủy đưa vào thử nghiệm nhằm hạn chế tai nạn giao thông mỗi khi đưa đội quân đi xây cầu ở những vùng nông thôn, kênh rạch vừa có thể ngao du thưởng ngoạn nét đẹp sông nước miền Tây. Đi xe Honda hai bánh thì có những khi mình gấp chạy tốc độ nhanh cho kịp thời gian thì mình thấy rất là hoang mang, nguy hiểm về vấn đề mà tai nạn giao thông. Thử ra thì tôi mới nảy sinh ra cái ý định là làm cái tàu cao tốc. Với chiều dài 11m, rộng 1,5m, thủy phi cơ có công năng lướt sóng vùng kênh rạch, sông ngòi với vận tốc 70 km/h, ít tiêu hao nhiên liệu. Phương tiện này cũng thích nghi cho hoạt động du lịch trên sông hay có thể len lỏi vào kênh rạch khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.
Chủ nhân của mô hình mới này sẽ tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và tiến hành đăng kiểm để hoạt động lâu dài trong nay mai. Ông Sáu Quý cũng là một trong những nông dân sáng tạo của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, luôn từ bỏ tiền túi hàng trăm triệu đồng để thử nghiệm và có nhiều bằng chứng sáng tạo khoa học đã ứng dụng vào thực tiễn. Một số hộ dân đã hiến 2.000 mét vuông đất cho nhà nước để thực hiện tuyến đường quy hoạch số 34 hay Hải Thượng Lãng Ông tại khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Gia đình ông Phùng Văn Hệ tự nguyện hiến gần 3 sào rễ cao su. Dù mỗi năm gia đình ông sẽ thất thu khoảng gần 20 triệu đồng từ việc cạo mũ cao su, nhưng vì lợi ích chung, gia đình rất vui vẻ với quyết định này. Gia đình của tôi là hiến là 2.989 mét vuông về hạ tầng giao thông cơ sở, đôi bên thì hài hòa về lợi ích. Khi người dân đồng thuận hiến đất thì là giao cho các chủ đầu tư là tất cả là các làm các thủ tục để cho hỗ trợ người dân một cách nhanh nhất về thu hồi đất, cũng như là tạo điều kiện cho người dân là lên đất thổ cư nếu đảm bảo phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Tuyến đường 34 hay tên gọi tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông kết nối từ tuyến đường Bệnh viện tỉnh Bình Phước xuống tới đường DH507 có chiều dài 5,6 km qua các xã Tiến Hưng, phường Tiến Thành với hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng. Đáp lại sự đồng thuận của nhân dân, nhà nước cũng có những chính sách để hài hòa giữa lợi ích nhà nước và người dân trên tinh thần đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật hiện hành. Hôm qua, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng độ tuổi từ 26 đến 37, ngụ tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Đồng Nai về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàn trữ vũ khí hung khí nguy hiểm. Trước đó, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, khi đến ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, Công an huyện Nhân Trạch phát hiện 10 đối tượng, 9 nam, 1 nữ đang tụ tập trong một nhà trọ có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, cả 6 trên 10 đối tượng dương tính với ma túy. Kiểm tra nhà trọ của đối tượng Nguyễn Quốc Toàn, 29 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu, cơ quan công an phát hiện một khẩu súng cùng nhiều viên đạn, 4 cây mã tấu và nhiều biển số xe máy. Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn, huyện biên giới tỉnh Biên, phát hiện tạm giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm về nhãn mác, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ khoảng trên 500 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Vạn Thành Phát tại tổ 3 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên do ông Vi Kiến Thành làm giám đốc, tổ công tác phát hiện trong kho có trên 3.780 chai can nước rửa chén và 28 can nước giặt vi phạm về nhãn mác. Tại hộ kinh doanh tạp hóa Năm Hên tại tổ 5 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên do ông Trần Văn Ngoan làm chủ có 15.670 chai can nước rửa chén và trên 2.400 can nước giặt vi phạm về nhãn mác. Tổ công tác đã bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. In ấn các giấy giả mạo rồi thay đổi vỏ bọc pháo hoa nổ thành pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để bán kiếm lời. Hai đối tượng vừa bị Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An phát hiện bắt giữ. Ngày 25 tháng 3, tại xóm Phường Sơn, xã Đông Văn, huyện Thanh Chương, Công an huyện đã phá án thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Phạm Công Sử, sinh năm 1969, trú tại xóm Tiên Quánh, xã Đông Văn, đã có hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 31 kg pháo hoa nổ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Công Sử khai nhận số pháo trên được Phùng Nguyễn Thanh Vi, sinh năm 1984, trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở hiện tại xóm Đình Sơn, xã Đông Văn, thuê vận chuyển. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Nguyễn Thanh Vi, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Vi, thu giữ hơn 31 kg pháo hoa nổ và một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo. Hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra mở rộng. Thế giới trong đêm có gì? Người dân Paris bỏ phiếu có duy trì xe trượt và xe scooter điện hay không? Phương thức thanh toán không tiền mặt tại nhà hàng ở Đức. Ngày 26 tháng 3, Cơ quan Quản lý Tài chính Thụy Sĩ FINMA cho biết đang xem xét liệu có áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các nhà quản lý của Credit Suisse hay không. Trước đó, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ chịu nhiều áp lực và phải được ngân hàng UBS giải cứu. Báo NZZ Amsontag của Thụy Sĩ dẫn lời Chủ tịch FINMA Malin Amstad, cơ quan quản lý này đang xem xét các lựa chọn về việc quy trách nhiệm cho các nhà quản lý hiện tại của Credit Suisse.
Theo bà Amstad, Credit Suisse tồn tại vấn đề dẫn đến việc thiếu trách nhiệm và gây ra nhiều sai lầm. Trong những năm gần đây, FINMA đã tiến hành 6 thủ tục cưỡng chế công khai đối với ngân hàng này. Cũng theo Chủ tịch FINMA, cơ quan quản lý này vẫn để ngỏ khả năng bắt đầu các thủ tục mới. Trọng tâm của FINMA là giai đoạn hội nhập chuyển tiếp và duy trì sự ổn định tài chính. Credit Suisse từ chối trả lời các bình luận của Chủ tịch FINMA. Trước đó hơn một tuần, UBS đồng ý mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ franc, tương đương 3,26 tỷ đô la Mỹ bằng cổ phiếu và chịu khoản thua lỗ lên tới 5 tỷ francs. Vụ sáp nhập được chính quyền Thụy Sĩ thu xếp nhằm giúp thị trường ngân hàng toàn cầu không thêm hỗn loạn sau vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank SVB tại Mỹ. Hôm qua 26 tháng 3, sân bay Munich trở nên vắng lặng do nhân viên bắt đầu đình công sớm một ngày. Trong hôm nay 27 tháng 3, các ngành giao thông tại Đức tiến hành cuộc tổng đình công nhằm yêu cầu tăng lương. Hành khách đã được thông báo về cuộc đình công trong ngày 26 tháng 3 tại sân bay Munich, tuy nhiên cũng có nhiều người bỏ lỡ thông tin. Nếu mà tôi biết thì tôi đã không đến đây rồi, thật sốc, giờ thì tôi không biết phải làm gì nữa. Chuyến bay ban đầu của chúng tôi cất cánh trước khi chúng tôi đến Munich, giờ thì không có chuyến nào khác. Công ty bán vé đã sắp xếp cho chúng tôi ở khách sạn gần sân bay và chúng tôi đang đợi xe buýt đến Berlin. Cuộc đình công ngày 27 tháng 3 sẽ kéo dài 24 tiếng với sự tham gia của khoảng 350.000 nhân viên các bộ phận công thuộc ngành đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Đây dự kiến sẽ là cuộc đình công lớn nhất tại Đức trong nhiều thập kỷ qua và sẽ gây gián đoạn diện rộng tại các tuyến đường sắt và các sân bay. Tờ Bild am Sonntag dẫn lời chủ một nghiệp đoàn, cuộc biểu tình này mang tính sống còn đối với hàng ngàn người lao động, những người cần tăng lương trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Ngày 2 tháng 4 tới đây, người dân Paris sẽ bỏ phiếu về việc có duy trì hay không dịch vụ cho thuê xe trượt và xe scooter trượt chạy điện. Đây là loại xe bị nhiều người cho là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và thường không được trả lại đúng chỗ. Nhiều người cũng chỉ trích loại hình di chuyển này tuy ít gây ô nhiễm nhưng lại gây nguy hiểm cho người sử dụng, nhất là khi họ va chạm với xe bốn bánh đang lưu thông hoặc đang dừng đậu. Tôi bị một thanh niên đi scooter va chạm và hậu quả là đầu gối chấn thương đến bây giờ. Nhưng cũng có ý kiến muốn duy trì dịch vụ cho thuê phương tiện đi lại thân thiện môi trường vì không gây ô nhiễm này khi mà Paris nổi tiếng với các cảnh báo ô nhiễm khí thải vào mùa nóng. Tôi phản đối cấm cho thuê xe scooter tự chạy, muốn duy trì dịch vụ này vì đó là hình thức di chuyển tiện lợi. Năm 2018, khoảng hơn chục công ty xuất hiện cung cấp dịch vụ cho thuê xe trượt và scooter điện ở Paris. Nhưng thiếu ý thức từ người dùng, đặc biệt là nạn bỏ xe bừa bãi sau khi hết thời gian thuê, khiến chính quyền thành phố nhiều lần siết chặt các biện pháp kiểm soát. Trong khi đó, nhiều cư dân Paris thấy sự tiện lợi của loại phương tiện di chuyển này cũng đã tự bỏ tiền ra mua để đi lại những nơi gần nhà. Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, một nhà nhập khẩu nấm cục hay còn gọi là nấm truffle đã tạo nên một chiếc máy bán hàng tự động. Chiếc máy cung cấp những sản phẩm cao cấp làm từ loại nấm này và có thể cho khách hàng ngửi thử mùi của các sản phẩm trước khi mua. Công ty Fresh Truffle Japan nhập khẩu nấm cục tươi từ Italia và mở phòng trưng bày nấm cục Truffle Gallery tại quận Aoyama của thủ đô Tokyo. Nơi đây vừa tổ chức triển lãm, vừa bán các sản phẩm được làm từ nấm cục. Một trong những điểm nổi bật của nơi đây là chiếc máy bán hàng tự động. Khách hàng có thể xem qua những miêu tả và hình ảnh của sản phẩm trên màn hình và ngửi thử mùi của sản phẩm từ thiết bị phát ra mùi hương ở trên. Ngoài ra, còn có loa phát ra âm thanh của rừng cây giúp những trải nghiệm của khách hàng thêm phần độc đáo. Tại Nhật Bản, cách đây 10 năm, nấm truffle chỉ có tại những nhà hàng sang trọng, nhưng trong thời gian gần đây, món này đã trở nên phổ biến, đến mức có cả kẹo vị nấm truffle. Ngày càng có nhiều nhà hàng tại Nhật Bản tạo ra những thực đơn độc đáo kết hợp giữa món ăn Nhật Bản và nấm truffle. Theo nhân viên cửa hàng, nhờ việc mua sắm dễ dàng tại những chiếc máy mà số lượng khách hàng đến đã tăng lên. Lâu nay, nước Đức, mà đặc biệt là thủ đô Berlin, vốn rất thích sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi nhanh chóng. Tại Berlin, một trung tâm ẩm thực vừa mở cửa với quy định tuyệt đối không sử dụng tiền mặt. Đây là trung tâm ẩm thực Manifesto, một phần trong chuỗi ẩm thực xuất phát từ Praha, Cộng hòa Séc vào năm 2018. Tại chi nhánh ở Berlin, thực khách có thể gọi những món ăn từ khắp nơi trên thế giới, từ đậu gà nghiền nhuyễn của Syria cho đến mì Trung Quốc hay gà rán Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả những gia hàng này hoàn toàn không dùng tiền mặt, một điều mới mẻ với thủ đô của nước Đức.
Tiền mặt rất bẩn nên chúng tôi không muốn nó xuất hiện ở đây. Tiếp theo là an ninh. Không có tiền mặt thì sẽ có rất ít các vụ trộm vặt. Tuy nhiên, có vẻ như người Đức vẫn chưa thực sự sẵn sàng từ bỏ tiền mặt. Tôi phải giữ thẻ trong tay thì mới yên tâm, chứ đôi khi người phục vụ cầm thẻ đi ra đằng sau thì chẳng biết họ làm gì. Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Đức, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt tại nước này có giảm nhưng vẫn ở mức 58% vào năm 2021, rất cao so với con số 15% ở Anh hay mức trung bình 26% của châu Âu nói chung. Tại Nigeria, một nghệ sĩ đang mở các khóa học dành cho trẻ em nhằm truyền cho các em niềm yêu thích với nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là trống. Anh hy vọng việc này sẽ giúp cho các thế hệ sau lưu giữ những nét đẹp văn hóa và âm nhạc của quốc gia này. Adebayo Ayodeji tổ chức các buổi học âm nhạc 2 lần mỗi tháng ở thành phố Lagos. Anh đã chơi trống chuyên nghiệp hơn 15 năm nay. Các màn trình diễn với tiếng trống rộn ràng của Ayodeji và các học viên đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người trên đường phố. Tôi muốn làm sống lại cái giá trị văn hóa của đất nước mình. Nhiều người ở đây chưa từng thấy hay từng chơi rổ trống này. Đây là cơ hội để giới thiệu cho họ biết về nó. Tôi rất vui vì đã từng được chơi thử những đôi trống đó. Tôi nhớ rằng mẹ đã mua cho tôi một trong những chiếc trống đó khi tôi còn nhỏ. Tháng 4 hàng năm, lễ hội trống châu Phi thường được tổ chức tại Nigeria, quy tụ các tay trống từ khắp nơi trên thế giới. Tại đất nước này, trống không chỉ để chơi nhạc giải trí, mà còn được dùng trong nhiều sự kiện và nghi lễ truyền thống. Thưa quý vị, trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trong tháng 3, đội tuyển nữ Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào top 5 nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á sau khi đội tuyển nữ Triều Tiên nhận án phạt từ FIFA. Đội tuyển nữ Triều Tiên vốn là một trong những đội mạnh nhất châu Á với chức vô địch cúp châu Á năm 2018 và 4 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển này không tham dự bất cứ trận đấu nào do FIFA tổ chức trong 4 năm trở lại đây nên đã bị xóa khỏi bảng xếp hạng. Nhờ đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt lên thứ 5 châu Á và thứ 33 thế giới. Đội tuyển mạnh nhất của châu Á là Australia đang xếp thứ 10 thế giới. Hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong đợt tập trung tại Hà Nội với 31 cầu thủ. Sau đợt tập trung này, đội sẽ đá 2 trận với Nepal vào các ngày 5 và 8 tháng 4 trong khuôn khổ vòng loại Olympic nữ 2024. Sau đó, đội sẽ thi đấu SEA Games 32 tại Campuchia trong tháng 5. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật trong ngày. Chúc quý vị một tuần mới nhiều thành công và may mắn. Xin kính chào tạm biệt.